Cô chào các con, trong bài ngày hôm nay, cô sẽ đọc tiếp từ vựng của bảng 5 và bảng 6 cho các con nhé. Number 1, từ số 1, tốt, đẹp. Nice, nice. Number 2, từ số 2, gặp gỡ. Meet, meet. Number 3, tôi là. I'm, I'm. Number 4, nước Anh. Britain, Britain. Number 5, Việt Nam. Vietnam, Vietnam. Number 6, bạn, you, you. Number 7, từ, from, from. Number 8, nước Úc, Australia, Australia. Number 9, từ số 9, nước Mỹ, America, America. Number 10, từ số 10, xin chào, hello, hello. Chúng ta qua bảng 6, các em nhé. Bạn đến từ đâu? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Tôi đến từ Việt Nam. I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Tôi đến từ Mỹ. I'm from America. I'm from America. I'm from America. Tôi đến từ Anh. I'm from Britain. I'm from Britain. I'm from Britain. Tôi đến từ Úc. I'm from Australia. I'm from Australia. Xin chào Minh, tôi là Mary. Hello Minh, I'm Mary. Hello Minh, I'm Mary. Hello Minh, I'm Mary. Chào Lucy, tôi là Ben. Hi Lucy, I'm Ben. Hi Lucy, I'm Ben. Hi Lucy, I'm Ben. Xin chào Lucy, bạn đến từ đâu? Hello Lucy, where are you from? Hello Lucy, where are you from? Hello Lucy, where are you from? Vậy là chúng ta đã đọc xong bảng 5 và bảng 6. Hẹn gặp lại các con trong video đọc bảng 7, bảng 8 nhé.